Mark Zuckerberg, đức dây chẳng, phải phẫu thuật vì tập MMA. Sau 2 năm làm quen với võ thuật, nhà đồng sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg đã bắt đầu nếm trải mặt trái của Jiu-Jitsu và MMA. Anh bị đứt dây chằng trong một buổi tập và buộc phải lên bàn mổ. Trong bài đăng mới nhất, Mark Zuckerberg đã chia sẻ hình ảnh bản thân đang nằm trên giường bệnh. Anh viết, tôi bị đứt dây chằng trong một buổi tập luyện võ thuật và phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương. Thực lòng tôi cảm thấy biết ơn các võ sĩ và đồng đội đã quan tâm đến mình. Nhà đồng sáng lập Facebook cũng nói đùa về kế hoạch thi đấu MMA chuyên nghiệp trong thời gian tới. Anh cho biết mình đang cố gắng chuẩn bị để có thể thi đấu một trận MMA vào đầu năm 2024. Nhưng với chấn thương vừa gặp phải, kế hoạch đấu võ của vị tỷ phú công nghệ sẽ phải hoãn lại một chút. Mark Zuckerberg vốn là người yêu thích các hoạt động thể thao, đặc biệt là chạy bộ. Anh bắt đầu có hứng thú đến võ thuật, đặc biệt là MMA vào khoảng 2 năm trước. Đó là vào thời điểm vợ chồng anh được mời đến dự một sự kiện của UFC. Không lâu sau đó, Mark Zuckerberg mời một số võ sư đến dạy kỹ thuật MMA và Jiu-Jitsu. Việc Mark Zuckerberg phải lên bàn mổ vì đứt dây chằng cho thấy chấn thương trong hoạt động thể thao, đặc biệt là võ thuật, luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Bản thân tỷ phú này cũng không nói thêm về việc anh gặp chấn thương như thế nào, nhưng có thể thấy bất kỳ ai cũng có thể gặp phải sự cố không mong muốn. Trong thời gian gần đây, Mark Zuckerberg cũng cho thấy anh quan tâm đến những hoạt động kết hợp giữa võ thuật và mạng xã hội. Thành công của những giải đấu như UFC và One Championship có thể là động lực để Facebook xây dựng một nền tảng truyền hình trực tiếp với sản phẩm chính là các sự kiện võ thuật.